Hello, ngày mới dân bãi chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay dân bãi sẽ nấu cái món canh cá phi nấu canh chua chuối và thịt kho hột vịt. Đây là cá phi dân bãi mua người ta bằng sẵn rồi nha cả nhà. Đây là chuối, dân bãi mời cả nhà cùng xem dân bãi nấu. Bây giờ dân bãi lột chuối ra đặng sắt nấu canh chua nha cả nhà. Đó, dân bãi sắt xéo như vậy. Rồi tiếp tục dân bãi sắt cho hết luôn nha cả nhà. Rồi dân bãi bắt nước lên, rồi giờ dân bãi bỏ cá vô nấu canh chua nha cả nhà. Cá phi quá bự luôn. Bãi cho me vô luôn. Rồi me dân bãi dầm rồi cả nhà. Giờ dân bãi múc đổ vô. Dân bãi cho chuối vô luôn. Quá đã, cái món canh chuối này rất là ngon. Dân bãi nêm cho miếng muối, nửa muỗng bột nêm, muỗng ngao vi ngon, chút nước mắm vô cho nó thơm, rồi cho chuối nó chín rồi cái dân bãi nêm lại. Rồi giờ canh chín rồi dân bãi nêm lại, thiếu chút bột nêm, bãi cho chút bột nêm vô. Rồi dân bãi cho lá quế với ớt bằm. Cái nêm này tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha cả nhà. Rồi giờ dân bãi nhắc xuống. Rồi dân bãi nấu xong rồi, dân bãi múc ra dĩa rồi cả nhà. Dân bãi mời cả nhà cùng dùng với dân bãi. Thì dân bãi xúc cơm quá đã. Một bữa cơm sáng của dân bãi quá phê. Đó, dân bãi vẽ một miếng cà phê nấu canh chua chuối. Đó, ông bãi cho lội vô muối ớt. Trời ơi, quá đã, dân bãi kèm vô mưa nước ớt luôn. Dân bãi mời cả nhà. Trời ơi, nó cay, nó mặn rẻ mạt, quá sức. Bãi chan nước canh chuối vô. Đó, quá đã. Cầu luộc cái nước canh chua chuối nó ngọt, ngọt quá sức. Bãi mời cả nhà miếng chuối nấu canh chua. Quá đã. Một buổi sáng trời gió mát chân thanh, dân bãi ngồi ăn cà phê nấu canh chua chuối thịt kho hột vịt quá ngon. Bãi mời cả nhà hột vịt. Hột vịt nó thơm mà nó bùi, nước cái nước thịt vô nó béo. Trời ơi, thịt kho, ông bãi mời cả nhà. Cộng hột vịt vô,
đầu rồi hột vịt mà cầm vô với lại thịt kho, hai cái này nó hòa quyện trở lại, nó làm cho dân bãi ăn có cái cảm giác mà lòng lân lân như giấc mộng ban đầu. Cá dòng bãi cho lâu vô muối ớt. Quá đã. Chén cơm thứ hai bài chan chanh chuối vô đó, bài vẽ miếng cà phê. Cả nhà có con cà phê nó bự nè đó, để dân bãi dứt lên. Cả nhà con cà phê nó bự, nó bự rẻ mạt luôn, quá sức. Đó, dân bãi cho lậu vô muối ớt nè, trời ơi, bãi mời cả nhà. Chuối chuối thêm mà nó chín, nó thơm, nó bùi, nó ngọt, nó cộng với cá nữa, nó dẻo, nó thơm nữa, quá đã luôn. Hai cái món này nó hòa quyện trở lại mà có rau thơm nữa, ba cái này nó hòa quyện trở lại, nó làm cho dân bãi ăn có cái cảm giác kêu bằng quá đã. Chuối trong bãi cho lâu vô muối ớt luôn, trời ơi nó dính muối ớt, nó mặn cường tích xích luôn. Một buổi sáng trời gió mát chân thanh, dân bãi ngồi ngay gốc mít này ăn cơm cà phê nấu canh chua thịt kho hột vịt, quá phê. Cái món này nó ngon mà dân bãi ăn kêu bằng tháo mọi hột luôn, quá đã. Hai cái món này ăn nó thơm ngon bổ dưỡng, ăn không bè bờ. Hai cái món này ăn nó thơm ngon bổ dưỡng, dân bãi ăn không bổ bề ngang, nó cũng sang bề dọc. Phải mời cả nhà cá với chuối. Trời ơi, phải cắn cho ớt vô. Trời ơi cho ớt nó cay cay mà dân bãi ngứa cái đầu luôn. Ớt caramel mua cái giường ớt ở đâu mà nó cay, dân bãi chịu đời không nổi, nó cay cùng rẻ mát. Vài chục chén nữa.
canh này nó ngọt mà nó thơm nó ngon. Nhân bãi ăn quá phê. Bãi vẽ miếng cá quết vô mũi ớt. Bãi mời cả nhà. Cà phê mà nấu canh chua chuối có rau thơm nữa, ăn nó béo béo, nó thơm thơm, nó cộng với cái nước canh nó ngọt ngọt, nó thơm gì mà thơm lạ thơm lùng. Dân bãi ăn mà đi cả một vùng nó cũng vẫn còn thơm. Quá khích. Cà phê nấu canh chua chuối, thịt kho hột vịt đồng quê quá ngon. Quá lạ. Phải sắn miếng hột vịt nữa. Kèm vô miếng thịt. Đó. Nhân bãi mời cả nhà hột vịt với thịt kho. Trời ơi nó quá thơm. Cá nấu canh chua chuối nó béo mà nó ngọt nó thơm. Dân bãi ăn miếng nữa. Cơm sáng tuy rằng nó đơn sơ giản dị nhưng mà dân bãi ăn rất là ngon. Đó, cà phê dân bãi cho lậu vô muối ớt. Trời ơi, bãi mời cả nhà. Quá lạ. Nó ngon cùng rẻ mạt. Chuối dẻo, cá dẻo, canh thơm, giọt mồ hôi của dân bãi nó đổ cùng lít bịch lít bịch. Quá xích. Bãi mời cả nhà cá. Quá đã.
phải làm thêm miếng cơm nữa, phải chan canh vô, trầu vô. Phải mời cả nhà miếng hột vịt kho thịt. Quá đã. Thử cơm sáng ngon quá. Nhưng bả chơi lớn luôn. Đã bẻ đầu ớt này, để dùng bả nuôi quên quên nhưng bả nuốt cái đầu ớt này, dùng bả té ngay. Đó. Bả kèm vô miếng thịt kho, dít vô miếng chuối nữa. Đó. Bả mời cả nhà, thịt kho với miếng chuối với trái ớt. Ớt nó cay. Ớt nó cay luôn, bà té ho luôn. Quá đã. Phải hấp miếng canh chua chuối nữa. Quá trời ớt nó cay. Trời mê mua cái giường ớt ở đâu mà nó cay, nhưng bà chịu đời không nổi, nó cay rẻ mát. Chúng bãi mời cả nhà cả ly trà đá. Quá đã. Tàu vô nó ngon, dân bãi ăn hết nửa con cá, ăn hết hai cục thịt, ăn gần hết một dĩa cơm luôn. Tàu vô nó ngon, dân bãi ăn bụng no, cái bụng dân bãi cũng bể cái bầm luôn. Trận này quá sức. Dân bãi xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của dân bãi nha cả nhà. Dân bãi xin kết thúc video tại đây. Cả nhà thấy dân bãi nấu hai cái món này có ngon có hay, cả nhà cho dân bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi có động lực quay những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.